Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính sách nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đang mạnh lên thành bão. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát thông tin cho biết chiều qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng sáng ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông đông nam. Lúc này, cường độ bão dự báo ở cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 16,5 đến 21,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Đông. Dự báo những giờ tiếp theo, bão tiếp tục mạnh thêm. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 17 tháng 7, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 m. Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Cảnh báo vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ngày và đêm ngày 15 tháng 7, ở vùng biển phía đông và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khu vực biển phía đông bắc Philippines đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Dự báo tối nay, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và vẫn mạnh thêm. Sáng ngày 14 tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, khu vực biển phía đông bắc Philippines đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6, giật cấp 8. Dự báo tối và đêm nay,
áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo số liệu hiện tại, Cơ quan Khí tượng Quốc gia dự báo sau khi vào Biển Đông, xác suất 70% áp thấp nhiệt đới di chuyển lên phía Bắc và vào đất liền Nam Trung Quốc, xác suất 30% di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ, ngành liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Từ đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thời điểm sáng nay, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,0 trong 48 giờ tới, phía bắc vĩ tuyến 18,0, phía đông kinh tuyến 114,0, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Bên cạnh đó, các địa phương, bộ, ngành cũng cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tin áp thấp nhiệt đới và các chỉ đạo ứng phó. Trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, hướng vào vịnh Bắc Bộ. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó. Chiều ngày 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc, 118,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m. Chủ động ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại. Tối ngày 14 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 04 CD-QG gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí. Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão. Quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 trong 48 giờ tới, phía bắc vĩ tuyến 18, phía đông kinh tuyến 113, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho người dân, tổ cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 03 CDQG hồi 10 giờ 0 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ động phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Công an chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới. Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Bộ Công an có công điện số 03 CDV01 gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy UPT, Công an các đơn vị địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định. Với yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo UPT, BCA, đề nghị Ban Chỉ huy UPT, Công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau. 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới. 2. Là sẵn sàng các điều kiện, lực lượng, phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát điều tiết, phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời, sơ tán dân khi có yêu cầu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an, đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. 3. Là các đơn vị làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với lực lượng tại hiện trường, kịp thời thông tin về hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai. Tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về văn phòng bộ, số điện thoại 069 234 1042, 0913 555 323. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.